Recording in progress. À, Thảo xin chào cả nhà. Cả nhà nghe Thảo nói không ạ? Cho Thảo tràng tim thật là rầm rộ để Thảo cảm ơn MC, cảm ơn ban tổ chức chương trình tối ngày hôm nay có một cái phòng Zoom rất là chỉnh chu cho chúng ta cùng nhau vào đây để mà giao lưu và học tập, được không ạ? Cho team thật là nhiều rôm rã đi các anh chị. Rồi, Thảo xin cảm ơn tất cả các anh chị. Thảo chào tất cả các anh chị lãnh đạo nhà phân phối Amway trên toàn quốc. Nhờ có Zoom, nhờ có Internet cho nên là mình ngồi tại nhà thôi. Mình cũng đã giao lưu với nhau, đúng không ạ? Cho nên là tuyệt vời nhất là tất cả các anh chị làm Amway thời điểm này. Thời điểm này là thời điểm bùng nổ của Amway Việt Nam. Nhờ có cái sản phẩm bơm tấn, đó là sản phẩm máy lọc không khí. Thứ hai nữa là thời điểm làm kinh doanh Internet. Mọi thứ là tại căn nhà mình, tại căn phòng mình, tại nơi ở của mình, có thể sáng lập sự nghiệp mà thừa kế cho đời con, đời cháu của nhà mình. Đúng không các anh chị? Cho nên là gì ạ? Mặc dù là tại nhà, tại căn phòng của mình, tại nơi ở của mình, nhưng mình cũng phải gì ạ? Có một cái trạng thái, một cái tinh thần học tập thật là gì ạ? Hưng phấn và nghiêm túc và hồ hởi, được không các anh chị? Các anh chị cùng nhau mở camera của mình lên để cùng Thảo giao lưu và cùng Thảo chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Thảo đã học tập, thực hành và gặt hái trong thời gian vừa qua, được không các anh chị? Các anh chị mở phòng Zoom lên là Thảo thấy, mở camera lên là Thảo thấy là gì ạ? Không khí của mình nó khởi sắc liền, đúng không ạ? Chứ Thảo nhìn Thảo chỉ có Thảo ở trong Zoom nó gì ạ, nó sao sao á. Nên là các anh chị tuyệt vời. Rồi, Thảo sẽ vô cái chủ đề tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay thì các anh chị đã thông qua đại hội thành công hết rồi, đúng không ạ? Không có anh chị nào là lần đầu tiên mà nghe OVB mà quyết định là tối nay học tập cách khởi động như thế nào, đúng không các anh chị? Có mà, nếu có là những anh chị đó là những anh chị rất là đặc biệt và nhất định sẽ thành công rất là nhanh, đúng không các anh chị? Cho nên là mình đã thông qua đại hội thành công, và sau 2 ngày đại hội thành công và rất nhiều cái đại hội thành công rồi, thì các anh chị đã hạ quyết tâm và ra quyết định thành công với Amway rồi, thì chúng ta mới có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không các anh chị? Cho nên là buổi tối nay Thảo chỉ có gần 60 phút chia sẻ với các anh chị những cái bắt đầu khởi nghiệp trong cái kinh doanh này. Thì mình khởi nghiệp ra làm sao? Mình làm như thế nào để mà mình có một cái kết quả như mình mong muốn? Đúng không ạ? Ngày xưa tụi Thảo thì bắt đầu làm Amway á, thì nó mù mờ lắm. Tại vì bắt đầu thì hào hứng, bắt đầu thì rất hồ hởi, nhưng mà không có phương hướng, cũng không có phương pháp, và cũng không có thầy, và cũng không có đại hội thành công. Chỉ biết là sử dụng sản phẩm rất là tốt và hưng phấn đi chia sẻ. Mình cũng không nghĩ là mình làm Amway nữa cơ, vì mình thấy sản phẩm của mình nó tuyệt vời quá,
sử dụng xong không nói là không chịu được các anh chị. Mồm nó ngứa, tay chân nó khó chịu, không thể ngồi im. Cho nên là dạ, đi chia sẻ. Đi chia sẻ chẳng may là dạ, chia sẻ hưng phấn quá, hồ hởi quá, nó lại có tiền. Thế là làm âm quay thôi các anh chị. Cho nên làm âm quay của tụi Thảo cái thời gian đầu á, nó rất là đơn giản. Nó vô cùng đơn giản vậy thôi. À, còn bây giờ thì có rất là nhiều người nghe rất là nhiều cái chia sẻ, nhiều cái câu chuyện thành công của người nước ngoài, của người Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta bây giờ thành công rất là nhiều. EDC cũng có rồi, Double Diamond, Triple Diamond hoặc là FC đều có hết rồi. Tiên Dương, nhà thi đấu Phú Thọ rất là nhiều rồi. Nhưng cũng có rất là nhiều người còn hoài nghi nó, còn nghi ngờ nó. Giống như chị Ngân Hà chia sẻ, chị ấy làm từ thị trường nước ngoài, rồi làm thị trường Việt Nam. Bạn ấy thấy âm quay ở nước ngoài rất là tốt, quay về Việt Nam là âm quay cả hai chị em luôn các anh chị, chứ không phải một mình chị Ngân Hà đâu. Cho nên là người ta từ nước ngoài, ở Việt Nam thì mong được đi nước ngoài đúng không các anh chị, nhưng mà ở nước ngoài lại quay về Việt Nam làm âm quay. Nhưng mà ở Việt Nam có cơ hội làm âm quay thì lại gì á, chưa chịu làm âm quay, đúng không ạ? Nên là âm quay thời điểm này đừng có hoài nghi đó nữa. Phải có một cái quyết định rõ ràng. Thành công với âm quay nó không phức tạp các anh chị, nó rất là đơn giản. Nó không dễ nhưng nó không khó. Vì sao Thảo nó không dễ mà cũng không khó? Khó là do mình, dễ cũng do mình luôn các anh chị, đúng không ạ? Mình nghĩ nó khó, nó sẽ khó. Niềm tin của mình nhỏ thì mình sẽ thấy nó khó. Niềm tin của mình lớn thì mình sẽ thấy nó dễ. Ước mơ của mình nhỏ, mình sẽ thấy nó nhỏ và nó khó. Ước mơ của mình lớn thì mình sẽ thấy nó dễ. Ví dụ như sáng 5 giờ dậy nghe ghi âm, dễ hay khó các anh chị? Nếu như các anh chị có một cái quyết tâm và có cái ước mơ lớn nhất định phải thành công thì sáng 5 giờ dậy nó dễ vô cùng. Nếu như mà các anh chị thấy là gì ạ? Thôi, đi xe máy cũng được, ở nhà thường thường cũng được, có cuộc sống thường thường cũng được, thì 5 giờ sáng dậy nó vô cùng khó, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Dễ hay khó do mình quyết định. Đối với Thảo thì Thảo thấy âm quay từ xưa đến giờ không có khó, dễ hơn công việc truyền thống của Thảo rất là nhiều, vô cùng nhiều. Thảo thì kinh doanh truyền thống của Thảo, các anh chị nghe Thảo chia sẻ rồi, Thảo kinh doanh cửa hàng ăn uống, không ngày nghỉ, không ngày Tết, không ngày lễ, không có ngày nào gọi là ngày không kiếm tiền. Và là kiếm tiền thì tự tìm cách để mà kiếm, không ai dạy cho mình cả. Không ai dạy cho mình bắt đầu từ đâu, không ai dạy cho mình khởi nghiệp là như thế nào, không ai chỉ cho mình là dạ, làm sao để mở một cái cửa hàng ra để kinh doanh cho có khách hàng. Tất cả mọi thứ đều tìm cách, đều mò đường mà đi. Cho nên là ngày hôm nay các anh chị đến với Amway, các anh chị có hệ thống Radio 5A, các anh chị có thầy. Thầy là một người thành công, là một người thầy vĩ đại, tuyệt vời. Bất chấp tất cả, cái thời điểm mà ngày xưa, cái thời mà Việt Nam với Trung Quốc mà có cái thời
cấm các anh chị. Nhưng mà thầy vẫn qua Việt Nam các anh chị, không ai dám qua Việt Nam mà thầy vẫn qua Việt Nam để giúp đỡ, hỗ trợ thị trường Việt Nam, bỏ ra kinh nghiệm của mình, cái sự thành công của mình để đi giúp tất cả các anh chị ở thị trường Việt Nam thành công. Thì mình có những người thành công, có những người có kinh nghiệm, có một vị tỷ phú đi trên con đường này thành công rồi. Ngày hôm nay nắm tay chỉ việc cho chúng ta, để chúng ta cùng thành công, thì không có cái gì phải lo ngại nữa, đúng không các anh chị? Cho nên là gì ạ? Chúc mừng tất cả các anh chị biết Amway, và biết Amway trong thời điểm này. Thời điểm này là thời điểm tuyệt vời nhất. Và tất cả các lãnh đạo của Radonama, tất cả những lãnh đạo làm Amway thời gian trước, thì hiện tại bây giờ họ đã quay lại và họ làm Amway một cách rất rất là quyết liệt các anh chị. Cho nên tất cả chúng ta cùng nhau hạ một cái quyết tâm, cùng nhau quyết liệt, trong vòng 2 đến 3 năm chúng ta thực hiện mục tiêu của thầy, mục tiêu của hệ thống Radonama, hơn 100 diamond và 10 FC và hơn 500 emerald. Trong đó có chúng ta được không các anh chị? Trong phòng Zoom này gần 300 người. Thì cái lượng emerald, diamond, FC là gì ạ? Là không chừa một ai hết, đúng không các anh chị? Và chủ đề của Thảo ngày hôm nay là làm như thế nào để khởi nghiệp. Sau khi đại hội thành công các anh chị về, thì các anh chị hạ quyết tâm thành công, thì các anh chị bắt đầu thì bắt đầu như thế nào? Có phải là ở trên đại hội thành công các anh chị nghe thầy của chúng ta chia sẻ qua năm cửa để tìm sáu tướng, các anh chị cũng chưa hình dung ra được là sáu tướng là gì, đúng không các anh chị? Thì các anh chị có những lãnh đạo có kinh nghiệm của mình, các anh chị nhờ họ giảng lại năm cửa sáu tướng là gì. Và sáu tướng đó là sáu FP đó các anh chị, sáu FP mà đạt trong sáu tháng là Latinum, và sáu Latinum đó là mình là Diamond đó các anh chị. Cho nên là các anh chị nhớ sáu tướng là sáu Latinum của mình, và là năm cửa là cửa thứ nhất là làm gì, cửa thứ hai làm gì. Có phải là thứ nhất học tập, đúng không ạ? Là ngày hôm nay các anh chị đến đây và vào đây để học tập. Và học tập có nghiêm túc hay không là do các anh chị quyết định, chứ Thảo không có nhìn được các anh chị có nghiêm túc hay không. Nếu như mà đến lớp thì Thảo biết là các anh chị có học nghiêm túc hay không. Nhưng mà ở trong Zoom thì các anh chị tự quản lý chính mình được không ạ? Tự kiểm soát mình được không các anh chị? Và học tập nghiêm túc. Và hàng ngày nghe ghi âm. Và các lãnh đạo cũng đã có những cái câu lục bộ để mà cho các anh chị nghe ghi âm hàng ngày, tùy theo thời gian, tùy theo giờ của các lãnh đạo các anh chị, để các anh chị nghe ghi âm hàng ngày. Và các anh chị cố gắng cái cửa thứ nhất các anh chị vượt qua. Đó là gì? Có hội họp là đến, có lớp học là vào học. Và ở trên Zoom, trên e-learning của công ty các anh chị có những cái lớp học về sản phẩm, thì các anh chị vào cái lớp sản phẩm, các anh chị học và học đi học lại về sản phẩm, để các anh chị có kiến thức về sản phẩm. Mình dùng sản phẩm mà mình có kiến thức về sản phẩm thì mình sẽ có niềm tin về sản phẩm. Có niềm tin sản phẩm thì các anh chị dùng nó rất là hiệu quả. Còn nếu như các anh chị dùng mà các anh chị nghe người này nói, người kia nói, người nọ nói, không phải là của mình, không phải là kiến thức của mình, không phải là cái sự hiểu biết của mình, thì các anh chị sẽ nghi ngờ, hoài nghi, thì các anh chị sử dụng cái hiệu quả nó sẽ không cao và nó rất là lãng phí. Cho nên là gì chúng ta học tập, học mọi lúc mọi nơi các anh chị, lúc nào cũng học được. E-learning bây giờ, ngày xưa tụi Thảo phải đến lớp ngồi để học, học xong rồi ghi âm, rồi ghi chép lại, rồi về nghe lại, rồi chép ra lại. Còn bây giờ các anh chị là có sẵn
cái e-learning của cái trang công ty. Và công ty bây giờ là nhiều cái chương trình, nhiều cái trang e-learning mà đào tạo về sản phẩm và đào tạo về khởi nghiệp các anh chị, rất là mới và rất là ok lắm, rất là có kinh nghiệm các anh chị và rất là bổ ích các anh chị. Ngày xưa tụi Thảo học á, thì cũng chưa có nhiều, và học những cái lý thuyết, học lý thuyết thôi của những người mà công ty thuê về giảng, chứ cũng không phải là có nhiều kinh nghiệm nữa, cho nên là học cũng không bằng bây giờ đâu các anh chị. Và hiện tại bây giờ là các anh chị được đúc kết kinh nghiệm của rất là nhiều lãnh đạo, rất là nhiều nhà phân phối và rất là nhiều bác sĩ, rất là nhiều người cho ra những cái bài giảng rất là chất. Và lãnh đạo của mình cũng có rất là nhiều bài giảng rất là chất về sản phẩm các anh chị, vì người ta đã sử dụng mười mấy năm rồi. Ví dụ như Thảo, sản phẩm Amway Thảo sử dụng 13 năm rồi, từ 2009 tới bây giờ là 13 năm rồi. Tất cả sản phẩm Amway Thảo đều trải nghiệm và dùng rất là kỹ, và rất yêu sản phẩm Amway các anh chị, rất là yêu sản phẩm Amway. Cho nên là gì ạ, mở miệng ở đâu là Thảo nói sản phẩm Amway đó. Nhiều khi á, nói với các thầy cô của viện dinh dưỡng các anh chị, nói ra là chỉ có Amway, các thầy cô cứ điều chỉnh mãi. Vì mình quá yêu Amway cho nên mình nói ra là chỉ có Amway là gì á, nó đứng hàng đầu ở trong con người của mình. Cho nên là để điều chỉnh mà dung hòa tất cả những cái sản phẩm khác á, rất là khó. Cho nên là gì á, yêu Amway, yêu sản phẩm Amway vô cùng. Nên là khi yêu các anh chị thì mình dạ có một cái trải nghiệm mà có một cái đúc kết cái kinh nghiệm từ nó, và rất là gì ạ, rất là hiệu quả về các sản phẩm. Và các lãnh đạo chúng ta, những lãnh đạo bây giờ là gì ạ, vừa được trải nghiệm, vừa được cảm nhận được cái hiệu quả của nó, và có những cái kiến thức từ các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ dạy nữa, thì là gì ạ, rất là tuyệt vời. Cho nên là các anh chị, hiện tại các anh chị yên tâm về gì ạ, về cái nội dung lý thuyết. Còn cái quan trọng nữa là cái cảm nhận của các anh chị. Các anh chị học tập rồi mà các anh chị không gì ạ, không đi hành, học sản phẩm mà không trải nghiệm sản phẩm, thì các anh chị không hề có một cái cảm nhận về nó và không hề có một cái trải nghiệm về nó. Thì các anh chị có kiến thức đó, các anh chị chỉ có nói mồm thôi. Giống như là Châu Tinh Trì hồi nãy làm ăn quay các anh chị, cái tài ăn nói rất là hay, đúng không ạ? Nhưng không có trải nghiệm, không có cảm nhận, không có từng bước, từng cái trải nghiệm, thì nói xong người ta chạy hết. Ha, cho nên là gì ạ? Đầu tiên là mình phải trải nghiệm. Và trải nghiệm thầy nói rồi, có phải là Thảo viết ra bản các chị nhìn thấy không ạ? Thấy thì cho Thảo số 9 ở trên cái ok. Có phải là con đường từ không, thấy không các anh chị? À ok, từ không cho đến Diamond hay FC là đây là con đường thành công, đúng không các anh chị? Đây là con đường thành công. Có phải là 0% cho đến FC thì qua gì ạ? Qua 6%. Thầy giảng rồi, đúng không ạ? 6%. Bạn làm tốt cái 6%, bạn giúp cho 4 người, 6% là bạn là 12%, đúng không ạ? Vẽ thì dễ, không thấy. Thảo lật lên tí, thấy không các anh chị? Thấy chữ không ạ? Ok, rồi 12% là 4 người.
4 người 6%. Có phải là cái cục này là cái máy photocopy, cái máy chính đúng không các chị? Cái máy là máy chuẩn đúng không các chị? Cái máy chỗ này mà chuẩn á thì các anh chị ẩn kịch kịch ra là chỗ này là thành 12%. Chỗ này mà nó không chuẩn á thì các anh chị ẩn ra đây 100 PV, 50 PV. Nếu như các anh chị dùng 50 rồi tháng sau dùng 100 thì cứ ẩn ra 50, 100 rồi dạ 200. Rồi giống như lệnh đầu cư nói vậy ạ. Xài cả đời cả gì ạ? Xài rất là nhiều rồi. Nhưng mà chưa có qua 6%. Lãng phí đúng không các anh chị? Hay là dạ. Cái cục chỗ này nè. Các anh chị làm chuẩn. Cái máy photo chỗ này các anh chị làm chuẩn cái máy gốc 6%. Thì những người các anh chị bảo trợ ra, các anh chị làm như thế nào thì cái máy photo này nó sẽ photo lại y chang như vậy đúng không ạ? Thì ra đây là 12%. Có phải là 4 cái 12%, 4 cái 12% là 21%. Mà 6 cái thằng 21% là diamond đúng không các anh chị? Đúng không chị? 10 thằng diamond cộng với 4 thằng 21% nữa là FC. FC đơn giản lắm. Các anh chị làm được diamond, các anh chị dạy cho 10 thằng diamond và cộng thêm 4 thằng platinum nữa thì các anh chị là FC. Là 14 nhánh đó các anh chị. Nhưng cái đầu tiên có phải là cái 6% là cái bản thân mình, cái chính mình, cái của mình. Mình là cái máy photo. Mình là cái máy photo. Thì cái máy, cái mi gốc của mình là phải là chuẩn. Thì mình ẩn ra nó mới chuẩn được. Đúng không ạ? Cái con dấu của mình là chuẩn thì mình kịch ra. Thì nó sẽ là chuẩn. Nó chuẩn rồi thì nó tiếp tục ở dưới nó sẽ chuẩn theo. Cho nên là 6% của các anh chị á, nhất định các anh chị phải qua. Các anh chị làm 50 PV để các anh chị trải nghiệm sản phẩm. Các anh chị làm 100 PV các anh chị trải nghiệm sản phẩm. 200 PV các anh chị trải nghiệm sản phẩm. Tháng này 50, tháng sau 200, tháng sau 100, tháng sau nữa 200. Cộng hoài 4-5 tháng vô các anh chị cũng 6%. Nhưng mà cái máy của anh chị là cái máy lỗi. Nó sẽ gì ạ? Copy ra lỗi. Mà nó lỗi rồi á là sửa nó gì ạ? Nó khổ. Rất là khổ. Và Thảo làm em quay các anh chị. Thảo làm đúng một việc. Đúng là ngày xưa làm đúng 6% luôn các anh chị. Học trò của thầy ở bên nước ngoài không qua, không nói năm cửa sáu tướng gì hết á. Nhưng mà dạ, không biết phát động sao Thảo làm 6%. Thảo đi vay tiền, Thảo làm 6%. À bà chủ nhưng mà vay tiền các anh chị thấy phi lý đúng không? Đúng các anh chị? Bà chủ mà lấy tiền của mình ra để mà làm kinh doanh á, nó không có động lực. Nó không hề có động lực tí nào hết. Vì đó là tiền của mình có, mình bỏ ra. Thì sao ạ? Không hề có một chút nào gọi là gì ạ? Lấy lại. Tiền sai mà. Cho nên là gì ạ? Đi mượn tiền mà mượn tiền lời. Để đầu tư 6%. Và Thảo làm 6% xong rồi. Là cái bạn tuyến dưới đầu tiên của Thảo đó là bạn làm móng tay, móng chân cho Thảo á. Mỗi buổi trưa Thảo cứ qua Thảo chia sẻ về sản phẩm các anh chị. Nhất là sản phẩm LOC với kem đánh răng đó các anh chị. Thảo cứ nói hoài. Làm móng tay, móng chân rồi là cắt tóc, uống tóc, làm tóc.
Một tuần là Thảo làm móng tay móng chân, lúc nào cũng vậy, tay chân bóng đẹp. Cho nên là vậy, cứ trưa là chạy qua tám, không làm cũng chạy qua tám. Và tám hồi là gì ạ, cái bạn tiếng dưới đó làm thẻ luôn, và làm luôn 6%, và tháng đầu tiên Thảo 9% đó chị. Chưa có đại hội thành công, chưa có gì hết đó các anh chị, mà bằng cái sự trải nghiệm của mình, bằng cái cảm nhận về sản phẩm của mình thôi các anh chị, thì là gì ạ, Thảo đi nói. Vì sai sản phẩm của Amway nó hào hứng các anh chị. Các anh chị thực tâm, các anh chị dùng cả trái tim của mình để sử dụng sản phẩm, để trải nghiệm sản phẩm. Các anh chị dùng, các anh chị tìm cái điểm tốt của nó để các anh chị yêu nó. Mà sản phẩm của Amway mà các anh chị dùng bằng trái tim á, nhất định các anh chị sẽ yêu. Giống như là Amway cũng vậy các anh chị, nếu như các anh chị thật sự đi tìm hiểu nó, dùng trái tim của mình đi tìm hiểu nó, thì càng tìm hiểu thì các anh chị càng yêu. Thì sản phẩm của Amway cũng vậy các anh chị. Các anh chị dùng bằng trái tim của mình thì các anh chị càng dùng càng yêu các anh chị. Nhất là sản phẩm MLOC các anh chị. Và hiện tại bây giờ là máy lọc không khí các anh chị. Các anh chị dùng máy lọc không khí mà các anh chị dùng bằng trải nghiệm á các anh chị. Các anh chị yêu cái máy lọc không khí vô cùng luôn. Vì sao? Nó thay cả cái phổi của mình, nó thay cả cái gì ạ, cái phế quản của mình luôn các anh chị. Và cả gia đình của mình luôn các anh chị. Nó hít hết cái bụi trong nhà của mình, bụi mịn và chất gì ạ, độc cái này cái nọ, là lông tóc tất từng tật mọi thứ. Tháo cái máy lọc không khí ra, nhìn cái màng lọc là các anh chị thương nó vô cùng luôn. Trước đây không có nó là bao nhiêu cái thứ đó là mình ăn hết, mình lãnh hết, đúng không anh chị? Cho nên là giờ là dạ yêu nó vô cùng, càng sử dụng mà càng để ý để tâm vào trải nghiệm nó thì các anh chị yêu nó. Yêu nó rồi thì các anh chị mới dạ mới phát ra được, không yêu không phát ra được các anh chị. Mà không dùng trái tim, không dùng tâm của mình để sử dụng sản phẩm á, các anh chị dùng cho có, dùng cho qua, dùng giống như là tuyến trên kêu mình mua sản phẩm, dùng dùng qua cái cửa tự dùng để mình đi bán hàng á, không bao giờ các anh chị có một cái trải nghiệm tốt để thành công đâu các anh chị. Các anh chị dùng mà dùng thật sự gọi là Thảo không biết diễn tả cái từ đó như thế nào, nhưng mà phải dùng trái tim để dùng sản phẩm, dùng trái tim của mình để dùng sản phẩm, để cảm nhận từng sản phẩm, từng sản phẩm. Giống như kem đánh răng của Amway á các anh chị dùng một tháng đầu tiên có thể là nó e buốt, một tháng đầu tiên có thể là nó rất là khó chịu, nhưng có người dùng vài ngày thì thấy có cảm nhận liền, nhưng có rất là nhiều người phải một tháng sau thì mới có gì ạ, hiệu quả. Chưa kịp có hiệu quả, chưa kịp trải nghiệm, các anh chị dừng lại, các anh chị phán một câu là kem răng Amway dùng chán lắm. Không biết là do mình dùng sai hay là dùng mình cảm nhận chưa, mình chưa có để tâm để ý vào nó, mình chưa có gì ạ, dùng tốt nó. Phán một câu là gì ạ, dùng được, dùng tốt, không bằng kia, vứt qua một bên, sống, đúng không ạ? À? Cho nên là dạ cửa tự dùng sản phẩm, các anh chị phải là người đi trải nghiệm. Sản phẩm nào của Amway các anh chị cũng phải là người tự đi trải nghiệm. Ví dụ cảm, không uống thuốc tây, nhất định Thảo cảm không bao giờ Thảo uống thuốc tây. Để cái cảm đó dùng vitamin C, dùng vitamin B, dùng WX, dùng protein để trải nghiệm vài ngày xem coi cái cảm của mình nó có cải thiện hay không. Dùng tăng liều lên vitamin C, ngậm tăng liều lên vitamin C, vitamin B, Thảo đều ngậm và đều nhai ra được hết các anh chị. Và ngậm nhai thời gian thì nó rất là gì ạ, rất là ngon. Vitamin C, vitamin B
các anh chị nhai ra và ngậm, cứ 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 ngậm ở trong nóc họng của mình, trong trong cái họng mình, cảm nhận nó từ 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 các anh chị, nó ngon tuyệt vời luôn. Và không bao giờ Thảo dùng thuốc tây, cứ thấy đau cổ họng là dạ, 2 tiếng một viên C, 2 tiếng một viên C cộng viên B là hết. Và đem cái bản thân của mình ra để trải nghiệm sản phẩm nha các anh chị. Đau bụng cũng vậy, dùng chất xơ tăng liều lên, dùng probiotic tăng liều lên, không có việc gì phải đi mua thuốc uống hết. Đó, đó là gì ạ? Cái cửa thứ hai của các anh chị, cửa tự dùng sản phẩm. Mua sản phẩm về các anh chị cẩn thận khui ra, à, dùng nó từng chi tiết đi khám phá từng chi tiết một trong sản phẩm. Và các anh chị sẽ khám phá ra rất là nhiều điều tuyệt vời trong cái sản phẩm của Amway. Từ vitamin C, từ nước lau nhà, từ nước rửa chén, từ nước giặt các chị. Nước giặt, tất cả mọi thứ nó đều tuyệt vời. Không phải là hôm nay Thảo kinh doanh Amway thành công, Thảo lấy tiền, nhận tiền từ Amway, Thảo xài thì Thảo đó sản phẩm Amway tốt đâu các chị. Mà nó tốt thật sự thì Thảo mới bắt đầu kinh doanh đó. Nó tốt thật sự thì Thảo mới gì ạ? Đi bán nó, đi chia sẻ nó. Hả? Cho nên là gì ạ? Phải trải nghiệm sản phẩm. Và thành công á, nó đơn giản, nó không khó, nhưng nó không dễ. Có phải là trải nghiệm sản phẩm là một việc rất là đơn giản nhưng không dễ đúng không các chị? Phải dùng trái tim của mình, phải dùng cái tâm của mình để trải nghiệm nó. Không dễ các anh chị, nhưng rất đơn giản. Nếu như các anh chị chuyên tâm để ý vào nó thì các anh chị sẽ phát hiện ra rất là nhiều điều tuyệt vời trong sản phẩm của Amway. Hả? Thì khi mà các anh chị phát hiện ra những cái điều tuyệt vời rồi á, thì các anh chị không bao giờ ngậm miệng lại được, không bao giờ không chia sẻ được, không bao giờ không đi nói được. Và nói xong một cái, demo luôn một cái nữa thì kiểu gì cũng bán hàng được hết các anh chị. Cho nên qua cái cửa thứ ba rất là đơn giản. Và ở trong 5 cửa 6 tướng của thầy, cửa thứ ba, cửa thứ tư thì có hệ thống, có các lãnh đạo, có dạ công ty hỗ trợ các anh chị, giúp các anh chị qua cái cửa đó. Có thể tuyến trên các anh chị đi hỗ trợ kiến thức để các anh chị bán hàng được. Nhưng cửa thứ nhất và cửa thứ hai, nhất định bản thân của các anh chị phải là người dạ tự tay đi làm, tự mình đi làm, tự mình đi thực hiện. Cửa thứ nhất, tuyến trên các anh chị không thể học thay các anh chị, không thể nghe ghi âm thay các anh chị, không thể gì ạ vào Zoom thay các anh chị. Cửa thứ hai, tuyến trên các anh chị không thể nào sử dụng sản phẩm, cảm nhận sản phẩm thay cho các anh chị. Các anh chị đừng có lấy cái cảm nhận của tuyến trên mình, đừng có lấy cái gì ạ, cái chia sẻ của tuyến trên của mình mà đi bán hàng. Phải của mình các anh chị. Bạn phải trải nghiệm, bạn phải qua cửa thì tuyến trên của bạn mới giúp bạn qua cửa thứ ba, cửa thứ tư. Và thầy sẽ giúp cho các bạn gì ạ? Qua 5 cửa. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? À, thầy nói rồi, vừa thành công á, cái khoảng cách giữa thành công và chưa thành công á, thì giữa nói và làm. À, các anh chị nói sẽ không thành công đâu, nhưng mà các anh chị à, làm, thực hiện nó, các anh chị sẽ thành công. Ví dụ 5 cửa 6 tướng thầy nói rồi, thầy dạy rồi, thầy giảng rồi, mà các anh chị cứ ngồi ngắm, ngồi nhìn và lặp đi lặp lại, nói nó đi, nói nó lại mà không đi thực hiện nó, không bước qua từng cửa thì nhất định sẽ gì ạ? À? Không có thành công được, không thể thành công được. Cho nên là giữa thành công và chưa thành công cách nhau giữa nói và làm. Người ta không nói nhưng mà người ta đi làm, người ta sẽ thành công.
nhưng có rất là nhiều người nói rất là hay, nói rất là lợi hại, nhưng mà chưa thành công. Cho nên nhất định phải dạ trải qua từng cửa của thầy chia sẻ, của thầy dạy, thì chúng ta dạ khởi động, chúng ta làm rất là nhanh. À, hôm rồi có cái BTC, các lãnh đạo cũng dạy cho chúng ta rất là nhiều kỹ năng, và các lãnh đạo của các anh chị cũng sẽ cầm tay chỉ việc dạy cho các anh chị rất là nhiều kỹ năng, giống như là kỹ năng minh họa sản phẩm. Và có rất là nhiều người Thảo biết rất là muốn thành công, và bản thân Thảo cũng vậy, rất là muốn thành công, rất là muốn bán hàng, nhưng mà cái cửa minh họa sản phẩm, demo sản phẩm ngại lắm, Thảo không muốn làm, đúng không các anh chị? Nhưng các anh chị bán hàng mà các anh chị không demo sản phẩm thì các anh chị sẽ gì ạ, không có khách hàng được lâu. Cho nên là gì ạ, rất là nhiều lãnh đạo các anh chị sẽ dạy cho các anh chị những kỹ năng đơn giản. Và thầy cũng có nói một câu như thế này, Thảo rất là tâm đắc. Thành công, người thành công là người làm việc đơn giản, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thì đó là người thành công. Thì Thảo thấy trong kinh doanh Amway từ năm 2010 đến bây giờ, các anh chị, Thảo làm Amway không có gì hơn, không có gì khó, chỉ là minh họa sản phẩm, nói OBB minh họa sản phẩm, nói OBB đưa người đến đại hội thành công, đưa người vào lớp học, đưa người vào gì ạ, hội nghị, đưa người vào gì ạ, phòng Zoom, thế là xong, không có gì hết, cứ demo sản phẩm, vitamin C, rồi nước rửa chén, rồi kem đánh răng, rồi máy lọc không khí cũng demo luôn, máy lọc không khí demo qua gì ạ, cách thức mà thầy đã gì ạ thường hay chia sẻ chúng ta, và lãnh đạo của các anh chị chia sẻ. Mà các anh chị không có sản phẩm thì sao các anh chị demo được, đúng không ạ? Nói miệng không thì ai tưởng tượng ra cái màng lọc không khí, cái trắng, cái đen như thế nào, đúng không các chị? Cho nên là người thành công là người làm những việc đơn giản, lặp đi lặp lại nhiều lần. Và gì ạ? Thời gian rất lâu thì sẽ thành công. Thảo làm 13 năm rồi. Mà các lãnh đạo mà thành công mà pin to, các anh chị cứ đi hỏi đi, có phải là gì, cũng đi minh họa sản phẩm, cũng đi nói OBB, và cũng đưa người đến đại hội thành công, và đến đại hội thành công cùng ngồi với lại tuyến dưới của mình, với người mới của mình, rồi sau đó quay về học BTC, và cứ thế làm đi làm lại ô thành công vậy thôi đó các anh chị. Nhưng có rất là nhiều người ô thành công chắc làm cái gì đó ghê gớm lắm, làm cái gì đó kinh khủng lắm, chắc người này họ có một cái bí kíp gì đó ghê gớm lắm, nhưng cuối cùng họ ra là họ chỉ có minh họa sản phẩm OBB hàng ngày tổ chức hội nghị gia đình OBB minh họa sản phẩm, và đưa người đến đại hội thành công, sau đó đưa người đến học lớp BTC, đưa người đến đại hội thành công rồi mà không đưa vô học BTC, không vô học các lớp khởi động này, thì cũng không thể nào thành công được, đúng không các anh chị? Thiếu hết một chân rồi, thiếu hết một gì ạ, một góc của tam giác rồi. Cho nên là gì ạ, cũng không thể nào gì ạ thành công trọn vẹn được. Cho nên là gì ạ, cứ vòng một cái vòng là gì ạ, hội nghị gia đình, tổ chức hội nghị gia đình, OBB, minh họa sản phẩm. Minh họa sản phẩm thì có bán được hàng. Minh họa sản phẩm là gì ạ? Chia sẻ sản phẩm, bán hàng ra dân số. OBB, đưa người đến đại hội thành công là ra gì ạ? Ra được người. Ra được người sau đó quay về, đưa vào các lớp học của các lãnh đạo. Học mọi lúc mọi nơi các anh chị. Học trong Zoom, học ở gì ạ? Các cái buổi BTC của đội nhóm của hệ thống. Có thông tin là học các anh chị. Ngày xưa Thảo cứ có thông tin là Thảo đi học. Vì tuyến trên của Thảo á rất là giỏi.
không cần học, không cần học nhiều. Nhưng với Thảo thì Thảo phải học nhiều Thảo mới làm được. Học một lần không thể nào làm được. Cho nên là dạ, tiếng trên của Thảo nhìn qua là biết, nhưng mà Thảo phải nhìn nhiều lần Thảo mới biết làm. Thế thì Thảo không đi học thì làm sao mà Thảo có thể dạ làm lại được, đúng không ạ? Thảo cứ đi theo tiếng trên Thảo là thôi đi làm chứ đừng có đi học. Vì cái này á, nhìn qua là em một lần là em làm được rồi. Nhưng mà em làm được nhưng mà chị làm không được, chị phải đi học. Cho nên là Thảo phải liên tục đi tìm lớp học để Thảo học. Còn bây giờ các anh chị là gì ạ? Có tuyến trên của mình, có kinh nghiệm. Hồi xưa tuyến trên của Thảo không có kinh nghiệm. Cho nên là gì ạ? Không dẫn Thảo đi học. Thảo tự đi tìm lớp học để học. Còn các anh chị bây giờ là lãnh đạo của các anh chị, có kinh nghiệm hết rồi. Họ làm được rồi nhưng họ vẫn ngồi học cùng với các anh chị, có tuyệt vời đúng không ạ? Tiến trên như vậy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? Cho nên là nếu như các anh chị có những tiến trên của mình mà đồng hành với các anh chị, cùng học tập với các anh chị, cùng đi cùng tìm các lớp học, cùng học với các anh chị, cùng dẫn dắt các anh chị là những người may mắn. Và phải cảm ơn những người lãnh đạo của mình. Thế gì ạ? Dụng tâm đưa mình đến những cái lớp học và cùng học, cùng đồng hành với mình. Nhưng có khi lãnh đạo gì ạ? Có một cái việc gì đó mà bất đắc dĩ lãnh đạo vắng thì mình có cần phải học không ạ? Nhất định cũng phải học. Vì là gì ạ? Tiếng trên mình học rồi, học nhiều rồi. Hôm nay có thời gian thì cùng học với mình, không có thời gian thì dạ mình học. Đúng không các anh chị? Chứ đừng có nói là gì ạ? Tiếng trên tôi đâu có học đâu mà biểu tôi học. Này là mệt á. Là vì mình học cho mình. Và ngày xưa Thảo biết là gì ạ? Mình chậm. Mình cần phải học nhiều. Cho nên là luôn luôn tìm lớp để học. Cứ nghe có lớp là Thảo đi học và tự đi tìm lớp, mua vé để đi học các anh chị. Thảo không cần biết là tiếng trên Thảo có đến học hay không, tiếng trên Thảo có đi học hay không. Thảo có lớp của thầy Phó Hậu Kiên hoặc là các thầy cô ở nước ngoài về các anh chị. Có thông tin là Thảo đi mua vé liền, mua vé dành chỗ và đi sớm để học. Còn bây giờ các anh chị là ngồi trên Zoom của mình là không phải tốn tiền đúng không các chị? Không hề tốn tí tiền nữa hết. Là các anh chị đã học được những cái kinh nghiệm, bí kíp của các lãnh đạo mà lâu năm lâu đời có thành tích. Và cứ thế các anh chị phát triển cái kinh doanh của mình. Và hiện tại bây giờ các anh chị, thời điểm này là thời điểm rất là tốt. Công ty thời điểm này đầu tư rất là nhiều cái chương trình rất là tuyệt vời. Sáng nay Thảo họp lãnh đạo của công ty. Công ty cho ra những cái gì ạ? Cái chương trình khuyến mãi, khích lệ, cổ vũ, động viên cho những nhà phân phối mới bắt đầu tháng 1 này tham gia. Và có những cái gói khuyến mãi và những cái voucher 500 1 triệu để khích lệ động viên cho các anh chị dạ, ra BV, ra người rồi dạ, ra nhánh. Và cái chiến lược mà ra nhánh, cái tầm nhìn mà ra nhánh của công ty bây giờ các anh chị, thì thầy của chúng ta đã hướng dẫn chúng ta đi cái chiến lược này từ lâu rồi. Bây giờ họ mới bắt đầu. Và những anh chị bắt đầu tháng 1 này là những nhà phân phối mới vô trong cái tháng 1 này không ăn Tết thì các anh chị, thì tháng 2 các anh chị sẽ có một cái những cái chương trình khuyến mãi của công ty đưa ra để cho các anh chị có những cái nhánh của mình hỗ trợ của từ công ty. Và cái chương trình Đại hội Thành Công ngày 14, 15 âm lịch tháng Giêng của hệ thống
Và ngày mùng 8 tháng Giêng là có chương trình Con Đường Thành Công của hệ thống, giúp cho các anh chị ra người sắp tới. Công ty ok, hệ thống ok. Thầy có gì ạ? Một cái phương pháp năm cửa sáu tướng rất là chuẩn, rất là gì ạ? Dễ sao chép và rất là gì ạ? Làm rất là lớn. Chỉ còn một cái nữa, đó là mình, đó là chính bạn. Bạn có làm hay không? Bạn có tin, tự tin, tin mình là mình sẽ thành công hay không? Bạn có một cái niềm tin là gì ạ? Năm 2023, 2024, 2025 là năm các anh chị phát tài hay không? Bạn có tin vào bản thân mình, tin vào chính mình là mình sẽ thành công hay không? Bạn không có một cái quyết tâm lớn, bạn không có niềm tin lớn thì không ai đi theo bạn. Người khác sẽ không đi theo một người không có niềm tin, các anh chị. Bạn còn không tin bạn thành công thì làm sao bạn ảnh hưởng được người khác, bạn làm sao dẫn dắt được người khác thành công? Đúng mà, thì làm sao người khác đi theo bạn được? Cho nên là nhất định bạn phải tin bạn là người thành công. Và tin rồi, các cửa đơn giản, tin tưởng, nghe lời làm theo. Cứ làm theo, làm theo, làm theo, làm theo cái hướng dẫn của tiến trên của mình, hướng dẫn của các lãnh đạo trong hệ thống, hướng dẫn của thầy Trần Hiểu Vân, thì nhất định bạn sẽ là người thành công tiếp theo. Niềm tin phải mãnh liệt lên các anh chị. Và bỏ cái con sâu lười ở trong người của mình ra các anh chị. Rất là nhiều người chưa thành công vì cái con sâu lười nó lớn quá. Có không các anh chị? Có không ạ? Có chia sẻ Thảo vài cái quả tim hay là vài cái số 1, số 2 gì đi cho Thảo có tín hiệu với hả? Có không các anh chị? Có con sâu lười trong người mình không ạ? Có. Vì con người xu hướng là lười đó các anh chị. Thảo cũng lười, ai cũng thế. Mà vì lười cho nên chọn em quay. Vì em quay làm thời gian ngắn, thành công rồi nghỉ hưu. Đúng không ạ? Đúng với cái bản chất lười của mình. Nhưng mà lười cũng phải có tư thái của người lười. Thành công rồi mới được lười. Có tiền rồi mới được lười. Đúng không chị? Chưa có gì cả mà lười thì ai mà xem, ai mà coi được, đúng không các chị? Cho nên là gì ạ? Không được lười. Bắt cái con quỷ lười biếng trong người mình ra tạm thời vài năm đi các anh chị. Bắt cái con sâu lười trong cơ thể của mình ra. Sáng 5 giờ là 4 giờ rưỡi dậy, đánh răng rửa mặt, tỉnh táo, tập thể dục 15 phút. Vào nghe ghi âm có một trạng thái rất là tốt các anh chị. Thảo không biết là các đội nhóm khác là nghe ghi âm mấy giờ, nhưng mà nhóm Thảo là nhóm mình là nghe ghi âm 5 giờ, nhưng mà thường là 4 giờ là Thảo dậy rồi. Làm mọi việc tỉnh táo xong rồi ngồi vô nghe ghi âm. Các anh chị tin Thảo đi, 4 giờ các anh chị dậy, các anh chị làm việc, các anh chị rất sảng khoái, các anh chị rất là tỉnh táo. Và cái ngày đó các anh chị làm việc vô cùng hiệu quả và hưng phấn các anh chị. Còn nếu như các anh chị ngủ qua 6 giờ các anh chị mới dậy thì không làm việc được nữa các anh chị. Làm việc nó cứ lừ đừ, làm việc nó cứ lần quần đi tới đi lui, đi qua đi lại, lần quần tí xíu hết ngày các anh chị. Các anh chị tin Thảo đi, dậy sớm một tiếng đồng hồ thôi nhưng mà cảm thấy cái ngày đó dài vô cùng và mình làm việc hiệu quả vô cùng luôn. Và con người nó rất là trạng thái và rất là hưng phấn, rất là sảng khoái. Nhưng mà nếu như các anh chị dậy quá 6 giờ, 7 giờ các anh chị dậy, nhất là những người mà dậy 8 giờ các anh chị, là xong rồi ăn sáng lừ đừ, người lúc nào nó cũng mệt. Người lúc nào cũng mệt, mệt mỏi. Cho nên là cả ngày làm việc chả hiệu quả.
chả muốn làm việc gì cả, chưa làm việc gì đã hết một ngày rồi. Và 3 năm quay qua quay lại, 3 năm đi qua rất là nhanh các anh chị. Các anh chị cứ tưởng tượng Covid đi ạ. Năm 2020 là một năm, 2021, một năm 2022 là một năm rồi. Bây giờ đã là 2023 rồi, đúng không ạ? Mới nhấp nhoáng đây là cái con Covid. Bây giờ nó đã 3 năm và nó qua năm thứ tư rồi. Rất là nhanh, thời gian qua rất là nhanh. Cho nên là các anh chị đừng chần chừ, đừng suy nghĩ. Hãy chiến đấu với chính mình, chính con quỷ trong người mình đó các anh chị. Con quỷ lười biếng nè, con quỷ sợ hãi nè, đúng không các anh chị? Vì sao các anh chị không dám đầu tư 6% để về dụng? Vì sợ, đúng không ạ? Vì sợ, sợ thất bại, sợ không thành công. Sợ không thành công là sẽ nợ có mười mấy triệu mà sợ, đúng không ạ? Sợ cái này, sợ cái kia, sợ không hả, sản phẩm không tốt, sợ uống dinh dưỡng vô trong người mình cũng sợ, sợ uống nhiều quá nó có sao không, sợ dùng nhiều quá nó có sao không, dùng nhiều nó khỏe, dùng nhiều nó tốt, dùng nhiều nó ra tiền nhiều các anh chị ạ. À, đừng sợ, đúng không ạ? Hai cái con quỷ trong người mình đó là sợ hãi và gì ạ, lười biếng. Bắt hai con quỷ này ra, nhất định các bạn sẽ thành công. Chứ năm cửa sáu tướng của thầy, thầy vẽ ra, thầy hướng dẫn chi tiết rồi, có gì đâu khó, đúng không anh chị? Rất đơn giản, đơn giản vô cùng. Học tập, nghe ghi âm, rồi sử dụng sản phẩm, tự dùng sản phẩm, sau đó chia sẻ sản phẩm. Rất đơn giản. Nhưng do hai cái con quỷ trong cơ thể của mình, trong con người của mình, đó là lười và sợ, thì nó làm cho mình chùng bước. Nó làm cho mình gì ạ? Lùi lại, không tiến về phía trước. Cho nên là gì ạ? Sẽ chưa thành công. Thảo không có dùng là cái câu là không thành công. Ai cũng có thể thành công hết. Nhất định mọi người ở đây chăm chỉ, chịu khó và tự tin với chính mình thì nhất định sẽ thành công. Vì sao ạ? Vì mình có thầy, có một cái phương pháp chuẩn, có một cái phương hướng rất là tuyệt vời, bội tăng rất là tuyệt vời, có đại hội thành công số 1, có hệ thống số 1, cái gì cũng có hết rồi. Công thức thành công có rồi, cái gì cũng có chuẩn hết rồi. Chỉ còn lại duy nhất một việc, đó là chính chúng ta. Chính chúng ta ra quyết định là có nên chăm chỉ hay không, có nên mạnh mẽ hay không, có nên vượt qua hay không, hay là cứ ngồi đó sợ. Sợ, trời ơi, có gì đâu mà sợ các anh chị. Đầu tư cũng có 16 triệu thôi mà sợ gì. Và nói xong rồi người ta từ chối, thì chẳng qua từ chối xong rồi mình đi lại gặp người khác, chứ mình có mất cái gì đâu ạ. À, mất tí cái mặt thôi ạ. À, mất mặt còn hơn là mất tương lai, đúng không các anh chị? Trời ơi, chưa thành công thì giấu cái mặt đi các anh chị. Đừng sợ mất mặt. Cho nên là gì ạ? À, rất là nhiều bạn, cái gì em cũng muốn. Nhà lầu em cũng muốn, xe hơi em cũng muốn, xe xịn em cũng muốn, cái gì em cũng muốn. Thành công giống như thầy, thành công đi du lịch giống như cô Giang, thành công đi du lịch giống như các lãnh đạo. Trời ơi, em muốn lắm. Nhưng mà em làm đi, em sợ lắm. Em sợ lắm. Em sợ ba em la, em sợ mẹ em la, em sợ chồng em, em sợ vợ em. Đúng không? Cái đó là lý do thôi các anh chị. Nhưng đó là em sợ chính em.
Em sợ chính em. Em không vượt qua chính em. Mình không vượt qua chính mình các anh chị. Niềm tin của mình không đủ lớn, ước mơ của mình không đủ lớn. Cho nên là gì ạ? Mình không có dũng cảm bước ra ngoài đường chia sẻ. Không có dũng cảm nghe người ta những lời từ chối của người khác. Không có dũng cảm nghe những lời từ chối của bạn bè mình. Các anh chị, bạn bè của mình á, nó từ chối mình khi mình chia sẻ sản phẩm Amway. Khi mình nói mình làm Amway. Mình nói mình bán máy lọc không khí. Mình nói mình làm đa cấp. Mình sợ nó cười. Nhưng khi mình không có tiền, mình đi vay, mình đi mượn nó. Lúc mình có mà có việc quan trọng, có việc cần gấp gáp, thì nó cười mình. Nó không cho mình vay, nó không cho mình mượn. Và nó còn nói gì á, nó đẻo mình nữa cơ. Thì lúc đó mới là lúc gì á, mất mặt nhất các anh chị. Cho nên là gì á, hãy dũng mãnh lên. Tự tin. Tin vào chính mình. Mình là số một. Mình là duy nhất. Mình nhất định sẽ thành công. Và bạn đi chia sẻ. Bạn đi nói với bạn của bạn. Bạn đi nói với đối tác của bạn. Với một cái trạng thái tự tin. Giống như là bạn đã thành công rồi á. Thì bạn sẽ thu hút được người khác. Còn nếu như bạn cứ lơ mơ, bạn cứ yếu xìu, bạn cứ hả nhỏ nhỏ, thẻ thỏ thỏ, thẻ thẻ, bạn nói tao làm em quay á, mày làm với tao, cái nó nói trời ơi, mày làm em quay bán hàng đa cấp hả, nó nói to hơn mình nữa cơ. Trời ơi, thế là bắt đầu mình là gì ạ, lùi lại rồi, đúng không ạ? Cái trạng thái nó hỏi mình mày bán hàng đa cấp hả, to hơn mình, thế là mình thụt lùi lại, mình úp lại, mình nói tao mới thử, tao mới xem thử, tao chưa có làm, thế sao ạ, sao ảnh hưởng được, đúng không ạ, sao mà thi thu hút được người khác, đúng không các anh chị? Cho nên là gì ạ, các anh chị phải có một cái niềm tin. Mình nhất định sẽ thành công. Mình nhất định sẽ làm được. Và nếu như các anh chị mà đã xây dựng được cái niềm tin cho mình, muốn xây dựng được niềm tin cho mình á, thì hãy sử dụng sản phẩm bằng cả trái tim của mình, giống như Thảo. Thảo chia sẻ. Ngày xưa Thảo làm Amway không có đại hội thành công và chưa có người thành công ở Việt Nam. Mà nếu như mà xài thẳng sản phẩm mà xài lơi lơi á các anh chị, xài mà không có trải nghiệm, không có cảm nhận, không bằng trái tim của mình á, thì đi ra ngoài chia sẻ bị người khác đánh gục liền các anh chị. Bị người khác đánh gục liền. Bị người ta từ chối phản đối liền các anh chị. Và thế là mình mất niềm tin liền. Vì sao ạ? À? Vì Thảo sử dụng sản phẩm, Thảo cảm nhận, Thảo trải nghiệm rất là gì ạ? À? Rất là chất, rất là tuyệt vời, rất là sung sướng khi mà mình nói về cái sản phẩm mà mình đang sử dụng. Nó tuyệt vời đến mức mà gì ạ? Không thể nào mà không tả được, không thể nào mà không nói được, không thể nào mà không đi chia sẻ được các anh chị. Thảo chia sẻ, Thảo không biết cái người đó là ai. Kể cả ông thủ tướng ngồi trước mặt Thảo, Thảo cũng vẫn chia sẻ các anh chị. Mà chồng Thảo nói với Thảo như thế này, biết cái anh đó là ai không mà chia sẻ vậy. Khách hàng của Thảo ăn phở nhà Thảo các anh chị. Anh đó là giám đốc của bệnh viện Bình Dân á các anh chị. Ăn phở hàng ngày nhà Thảo. Thảo nói một cách rất là tự nhiên về Nutrilite các anh chị. Mà lúc đó là mình chỉ là sử dụng sản phẩm thôi chứ chưa học về kiến thức của nó là nhiều các anh chị. Nhưng mà từ cái trải nghiệm, từ cái cảm nhận của mình, mình thế là mình nói mình không biết cái người đó là như thế nào. Họ ai là ai kề họ, họ cũng là người thôi. Thảo không cần biết cái ông đó là ông to hay ông bé. Cái miễn là người là Thảo chia sẻ.
Miễn là người là Thảo nói, có cơ hội nói là Thảo nói các anh chị. Cho nên là cái niềm tin về sản phẩm của các anh chị á, các anh chị nhất định phải gì ạ, dụng tâm để đi trải nghiệm. Từng sản phẩm một, từng sản phẩm nó khác biệt với sản phẩm ngoài thị trường như thế nào. Để mà các anh chị gì ạ, có một cái niềm tin mãnh liệt. Khi các anh chị có một cái niềm tin mãnh liệt rồi, tự tin rồi, cộng với lại gì ạ, sự chăm chỉ chịu khó của mình nữa. Mỗi ngày các anh chị nghe ghi âm, mỗi ngày các anh chị vào trong cái lớp e-learning, trong cái lớp học của công ty và các cái lớp của các lãnh đạo đào tạo và những kiến thức mà lãnh đạo các anh chị đang có. Các anh chị học tập, các anh chị gọi điện, các anh chị hỏi lãnh đạo của mình, lãnh đạo tuyến trên của mình. À, cái sản phẩm này như thế nào, sản phẩm này à, mình chia sẻ làm sao. Và trên mạng bây giờ nhiều lắm các anh chị. Các anh chị vào gõ vào YouTube à, bác sĩ à, Thùy Hạnh của mình á, Mai Thùy Hạnh của mình đó các anh chị, rất là nhiều clip chia sẻ về sản phẩm cực kỳ hay, cực kỳ chất. Và các anh chị học kiến thức đó xong ra trải nghiệm trên chính con người của mình nữa, thì các anh chị không kiểu gì mà không thành công được các anh chị. Mua hết về, khui ra. Thảo thường chia sẻ với lại tất cả các bạn trong đội nhóm hệ thống, kể cả hệ thống luôn, là Thảo bắt đầu Amway là Thảo đi vay 10 triệu. 6% lúc đó 6 triệu mốt Thảo đi vay 10 triệu. 10 triệu tiền lời để Thảo đầu tư Amway. Đầu tư xong là gì ạ? Có giò chạy các anh chị. Nghiêm túc dùng sản phẩm, nghiêm túc đi chia sẻ, nghiêm túc đi làm các chị. Cho nên mới có kết quả. Thảo làm tháng thứ nhất 9%, tháng thứ hai 15%. Và vậy dạ, từ 15% Thảo lên đúng duy nhất một tháng 18%. Một lần duy nhất 18%, rớt xuống lại 15%. 15% rớt xuống, Thảo quyết tâm đi đại hội thành công về, Thảo lên 21%. Lên 21% từ đó đến giờ chưa bao giờ rớt xuống các anh chị. Cho nên là dạ, cái quyết tâm của các anh chị, cái niềm tin của các anh chị, các anh chị tự xây dựng bằng cách trải nghiệm sản phẩm, bằng cách học tập, nghe ghi âm mỗi ngày. Ngày hôm nay các anh chị nghe ghi âm một bài. Một bài các anh chị nghe 10 lần nó sẽ khác với cái một bài đó các anh chị nghe một lần. Một lần cái cảm nhận của các anh chị nó không tới. Nhưng mà 10 lần các anh chị sẽ dạ thấm cái bài ghi âm đó. Thấm từng câu nói của các thầy cô các anh chị. Từng câu nói của các lãnh đạo các anh chị. Thì các anh chị sẽ có niềm tin. Có niềm tin thì các anh chị sẽ làm được. Chỉ cần có niềm tin. Ra ngoài kia, người ta nói gì mặc kệ. Người ta nói Amway gì ạ? Bán hàng như thế này, bán hàng như thế nọ. Amway chính xác, bài ghi âm nghe 10 lần mới thấm. Đừng có nghe ghi âm mà sáng vô nghe ghi âm cái trời ơi, bài này nghe rồi, hôm nay lại nghe nữa. Nghe rồi chưa thấm đâu các anh chị. Trời ơi, Thảo nghe 10 năm rồi, bây giờ nghe lại tới không phải là lần thứ bao nhiêu, đừng nói là 10 lần. Nhưng mà lần thứ bao nhiêu đó nó lại ngộ ra một chút nữa. Mỗi lần ngộ ra một chút, mỗi lần ngộ ra một chút các anh chị. Đó mới là cái trân quý các anh chị. Cho nên là đừng có nói là gì ạ, cứ nghe rồi nghe nữa, nghe rồi nghe nữa. Đại hội thành công người này chia sẻ rồi lại chia sẻ nữa. No. Các anh chị nghe càng nhiều càng thấm, càng nhiều càng ngộ. À, và không biết là còn thời gian nữa hay không. À, hết thời gian rồi đúng các anh chị. Thì ngày hôm nay Thảo chỉ truyền tải các anh chị những cái thông điệp như vậy thôi. Chứ còn năm cửa sáu tướng của thầy, các anh chị bám vào đó, các anh chị theo đó mà các anh chị làm thôi. Cửa thứ nhất học tập. Học là lãnh đạo cho học cái gì, học cái đó. Lãnh đạo cho nghe cái gì, nghe cái đó. Đừng có chê. Đừng có bảo là gì lãnh đạo suốt ngày cho em gì ạ,
nhai cái này suốt ngày, cái này em nghe rồi, suốt ngày cái này em học rồi, cái này em OBB em nghe rồi, hội nghị gia đình em tới rồi, hội nghị gia đình em đi rồi. Đừng bao giờ mà nói với lãnh đạo và tuyến trên của mình như vậy các chị. Họ còn quan tâm các anh chị, họ còn gọi các anh chị, họ còn gì ạ? Hướng dẫn các anh chị, là họ còn yêu thương các anh chị và họ còn nhìn thấy ở trong các anh chị một cái niềm gì ạ? Niềm tin và hy vọng các anh chị thành công á. Cho nên đừng từ chối. À và gì ạ? Năm cửa sáu tướng. 6%. 6%, 6% bây giờ không đáng bao nhiêu hết các anh chị. À, tuyến dưới, người khách hàng của Thảo dùng 6-9% là rất là bình thường. Người ta tiêu dùng, ta dùng 6%, 9% có một khách hàng dùng 12%, 15% một tháng các anh chị. Người ta mua cho cả gia đình, mười mấy gia đình của người ta dùng. Thế thì mình kinh doanh mà có 6% mà kỳ kèo thì làm gì mà thành công được, đúng không các anh chị? Trải nghiệm có 6% mà còn kỳ kèo thì làm sao thành công được. Cái yêu cầu của thầy chúng ta đưa ra trong năm cửa sáu tướng của thầy 6%. Quá đơn giản. Nghèo cũng làm được, không có tiền cũng làm được. Chỉ cần có quyết tâm, 6% là chuyện nhỏ. Đúng không các anh chị? Cho nên là cứ năm cửa sáu tướng, các anh chị bước qua từng bước, từng cửa, từng cửa. Và nếu như đã bước thì bước cho nó trọn vẹn. Ví dụ như là về học tập thì phải học mỗi ngày, ghi âm thì phải nghe mỗi ngày, đừng có nghe ngày ngày nghe ngày nghỉ. Học có lớp học là đến. Và dạ, sử dụng sản phẩm cửa, sử dụng sản phẩm 6% thì ta làm 6%. Đừng có tháng này 10, tháng kia 50, tháng kia 100, sau đó dồn 5-6 tháng lại cũng hết 6% mà cuối cùng không làm được gì cả. Được không ạ? Và liệt kê danh sách, lên danh sách khách hàng cùng tuyến trên của mình. Đi dạ, chia sẻ sản phẩm ra BV và ra người. Và cái Tết này các anh chị hạ quyết tâm đi. Đừng ăn Tết các anh chị. Thảo làm kinh doanh truyền thống bao nhiêu năm không có Tết các anh chị, mười mấy năm không Tết. Cho nên là hai bàn tay trắng ở Hồ Chí Minh mười mấy năm không có Tết, không có lễ, không có ngày chủ nhật, không có ngày cho bản thân, không có ngày cho gia đình. Cho nên là dạ, hai vợ chồng Thảo mười mấy năm xây dựng cơ đồ vì là không Tết, không lễ, không chủ nhật, không ngày nghỉ. Thế thì ta làm ăn quay mà 3 năm không Tết, không lễ, không chủ nhật, không ngày nghỉ thì ta có tới cái gì nữa, đúng không các chị? Đúng không ạ? Truyền thống hay là ăn quay gì đều như vậy các anh chị. Tết là cơ hội để các anh chị phát triển, Tết là cơ hội để các anh chị bán hàng, Tết là cơ hội để các anh chị bảo trợ các anh chị ạ. Cho nên là gì ạ? Quên Tết đi được không các anh chị? Và cùng nhau tháng sau chúng ta bội tăng ngày 14, ngày 15. Âm lịch sắp tới được không ạ? Và chúc tất cả các anh chị có một buổi tối thu hoạch được nhiều và dạ, gặt hái được những cái điều mình mong muốn và có một buổi tối an lành. Recording stopped. Cho MC ạ.